rùng mình với bệnh viện ma, nơi tận mắt chứng kiến những hiện tượng lạ khiến ai cũng lạnh sống lưng. Một đoạn video mặc dù đã được đăng tải khá lâu trước đó, tuy nhiên gần đây bỗng nhiên viral trở lại vì bệnh viện này xuất hiện nhiều câu chuyện tâm linh bí ẩn khó giải thích, khiến không ít người thót tim vì độ ghê rợn của nó. Theo như cô gái kể lại trong clip, cô vào bệnh viện để chăm người nhà trong suốt cả tuần liền. Mọi thứ vẫn hết sức bình thường cho đến đêm định mệnh hôm ấy. Lúc này đã quá 12 giờ khuya, cô gái đang ngồi trong nhà vệ sinh thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ xung quanh. Từ tiếng mở cửa hay thậm chí là tiếng gõ nghe rất gần chỗ mà người này đang ngồi khiến cô không khỏi hoang mang. Bởi trước khi vào đây, cả dãy hành lang hầu như đã đi ngủ và không có một ai ngoài cô vào nhà vệ sinh. Lấy hết can đảm và chạy thật nhanh ra ngoài xem, người này không hề phát hiện ra bất cứ ai, khiến sự nghi ngờ và sợ hãi bỗng dâng lên tột độ. Chưa dừng lại ở đó, mới đây một tài khoản khác đã chia sẻ đoạn video được cho là quay tại bệnh viện này, khiến ai nấy đều cảm thấy hãi hùng. Cụ thể, sau khi người bệnh không may qua đời và được bệnh viện quấn chặt tử thi để di chuyển trên chiếc xe đẩy đến nơi hỏa táng, thì một nam bác sĩ trong ca trực đêm hôm đó đã tận mắt chứng kiến tử thi cử động, giãy giụa trên chiếc xe đẩy, khiến ai xem cũng như muốn rớt tim ra ngoài. Những đoạn video được quay lại tại bệnh viện này làm không ít người phải lạnh buốt sống lưng. Bởi vốn dĩ từ trước đến nay, bệnh viện được xem là nơi có nhiều điều tâm linh ma quái khó giải thích, thậm chí là không dừng lại ở tin đồn mà có rất nhiều người tận mắt chứng kiến các sự việc bất thường ở đây. Cũng khá dễ hiểu, bởi bệnh viện là nơi có hàng chục bệnh nhân qua đời mỗi ngày và những oan hồn còn vãng lai quanh đây là điều hết sức bình thường.